Xin chào quý vị. Chắc quý vị cũng biết cả cả chục năm nay cái thằng hề rẻ tiền thằng hề rẻ tiền vựng rau á quý vị. Nó đã từng ứng cử vào đại biểu quốc hội nè, rồi nó từng kết thân với toàn cái bọn phản động này, rồi có những cái phát ngôn mà khiến cho cộng đồng mạng chửi sắp mặt này. Thì hôm nay nó lại tiếp tục có một em du học sinh ở Úc, em ấy giật là cái rẻ vàng ba que xuống đây. Thằng này cũng chõ mõm nói ở trên kênh ARFA để xúc phạm em đó. Thì hôm nay Ly mời quý vị nghe một số bài viết mà Ly tổng hợp lại đây để thấy được cái bộ mặt trơ trẽn và gọi là mặt dày của cái thằng hề rẻ tiền này. Mời quý vị nghe một bài viết đầu tiên có tên là Mõm nông của Nguyễn Công Vượng lại giở trò đu càng rồi. Mời quý vị nghe ha. Lâu nay trốn trốn lâu nay trốn lủi thủi như chó mắc ghẻ, thì hôm nay trước sự kiện em Thịnh xé cờ ba que ở Úc, Vượng Long lại đăng đàn chửi bới hành động của em ấy là mất dạy. Đúng là thằng Vượng ghẻ, sống trên đất nước xã hội chủ nghĩa tiền tiêu không hết mà lại ăn mày dĩ vãng. Vượng Long bắt đầu có chút tiếng tăm từ năm 2005 nhờ một số bầu show mời diễn sau nhiều năm cộng tác với trung tâm sản xuất phim của Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, khác với nhiều nghệ sĩ hài khác, Vượng Râu ít được xuất hiện trên các chương trình lớn, các sân khấu tầm cỡ quốc gia hay thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Việt Nam như Xuân Bắc, Tử Long, Xuân Hinh, Vân Dung, Quang Thắng, vân vân. Vượng được sinh ra trong một gia đình công chức, bố mẹ đều là hưu trí đảng viên. Lớn lên, Vượng theo học lớp diễn viên kịch tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và theo nghiệp diễn từ đầu những năm 2000 đến nay. Đầu xuân 2012, Vượng Long xuất hiện trên mặt báo mạng với câu chuyện lái ô tô đi vào đường cấm, lại mang theo dùi cui điện trên xe, bị công an Hà Nội đưa về phường xử phạt. Ngay sau đó ít lâu, Vượng lại lên báo mạng với hàng loạt bài tung ra phát ngôn ngông cuồng như: mỗi năm tôi đều đốt tiền tỷ để làm đĩa hài. Năm 2014, Vượng Long thường xuyên có mặt trên các show diễn hầu đồng ở các chùa chiền lớn. Trên Facebook cá nhân, Vượng tung hình giao du với các nhà dâm chủ cuội như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Quang A, hết lời khen những kẻ trong nhóm NU, một hội nhóm trá hình của tổ chức phản động Việt Tân. Đặc biệt, cái tên Vượng Long bắt đầu hot trên mạng xã hội với hàng loạt bài chửi bới các dư luận viên bằng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa. Vượng Long gọi họ là dí lìn, Vượng Long gọi họ là dí lìn vào, dâm lòi vú, là những con tinh trùng khuyết tật, là lũ bò đỏ, tức là lời của thằng Vượng Râu nó gọi vậy đó. Năm 2016, cùng với các nhà dâm chủ số má như Quang A, Xuân Diện, Vượng tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, không thành, từ đó trở thành tay lưu manh chính trị với những phát ngôn hết sức phản động. Vượng Long nhiều lần công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chê bai, chửi bới, vu khống Đảng, Nhà nước, ra sức tán dương, ngợi ca tên nghịch tử Nguyễn Lân Thắng, một kẻ vĩ cuồng, phỉ báng cả bàn thờ tổ tiên, làm ô danh cả dòng họ Nguyễn Lân. Vượng Long còn tự hào khi được gắn mác là kẻ phản động của nhân dân, tiếp tay cho các trang mạng báo lá cải phản động như BBC tiếng Việt, ARFA, VOA và Việt Tân vân vân để xuyên tạc tình hình đất nước. Đến nỗi năm 2016, khi mẹ Vượng biết được sự ngược đời phản tặc của Vượng nên đã đổ bệnh và qua đời. Hôm nay, sau một thời gian ẩn mình vì đã từng bị cơ quan an ninh gọi lên nhắc nhở, thì Vượng lại bắt đầu thể hiện cái mõm lông
cào bàn phím một cách vô thức, tạo dư luận xấu trong xã hội về hành động dũng cảm của em Dương Đức Thịnh. Em Dương Đức Thịnh là cái em ở bên Úc mà em đó giật cờ ba que xuống dục các quý vị. Đấy là bài viết đầu tiên, và mời quý vị nghe tiếp bài viết thứ hai của Chiến binh Sao Vàng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bỏ hung muôn đời vẫn kiếp bỏ hung. Đối với mình anh Vượng là người mình vô cùng ngưỡng mộ kính trọng. Anh giúp Việt Nam sánh vai với nước ngoài, hãnh diện với nước ngoài. Anh là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Dù có ai đó cố tình ném đá chỉ trích, mình vẫn ủng hộ anh Vượng. Đó là mình đang nói về anh Phạm Nhật Vượng, không có nói thằng cha trong hình bên dưới. Vượng, lại đây anh Biểu. Chú mày là thằng Hề, anh biết. Mà anh biết thì cũng chắc chắn là nhiều người biết. Nhưng Hề nó có nhiều thể loại. Hề bằng ngôn ngữ, Hề bằng hình thể. Riêng chú, anh nên sắp vô thể loại gì nhỉ? Vì chú có tiếng thật nhưng là tai tiếng. Anh bận lắm, không có thời gian và cũng sẽ chẳng quan tâm nếu như chuyện chỉ dừng lại ở chỗ tai tiếng của chú đâu. Chú làm gì kệ chú. Chú kết giao với ai mặc sắc chú. Chú mua nhà, mua xe hay lấy mấy con vợ anh cũng kệ. Nói chung anh thay kệ. Nhưng riêng cái vụ chú học đòi làm chính trị, học đòi yêu nước, và mới đây nhất là lên tiếng chê bai một em học sinh yêu nước thì anh phải nói. Anh nhớ cái lần chú đòi tự ứng cử vào đại biểu quốc hội năm 2016, anh đã bảo: mày bớt có hoang tưởng và tâm thần chính trị đi thằng em. Thế mà chú có nghe đâu. Để rồi khi nghe được tin này, dư luận bức xúc và ôm bụng cười, chế giễu danh hài trên các trang mạng xã hội và cả báo chí. Màn tự ứng cử của chú cùng hơn 20 trường hợp khác, mà đa số là những kẻ có hành vi chống đối đất nước, đã được bọn phản động nước ngoài và đám giận chủ trong nước quan tâm, tung hô và cổ suý. Được các báo đài chuyên xuyên tạc như BBC tiếng Việt, RFA, RFA cùng VOA Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ giật tít. Cuối cùng thì chú thấy đấy, cũng chỉ là các chú làm trò hề để họ câu tương tác và gây quỹ bỏ túi thôi. Rồi lần chú quay sang giao du với Hiếu Nghiện, anh đã nhắc: chú hết bạn chơi rồi hay sao, lại chơi với cái thằng ấy. Một thằng dân giang hồ cộm cán, kẻ chuyên dùng cơ bắp để đâm thuê chém mướn. Một con nghiện lòi khi còn ở Việt Nam, tức là thằng Hiếu ở bên Đức các quý vị, thằng Hiếu sang Đức hành nghề bán song kiêm con buôn chính trị. Bây giờ là thằng nó có kênh hình như là người buôn gió quý vị. Em ấy cũng sai là sau khi lấy rẻ chùi chính trị, hay nói một cách khác là một kẻ lưu manh chính trị. Thế mà và hôm nay chú lại lên tiếng chê bai hành động của một em học sinh yêu nước. Ừ thì anh vẫn biết là em ấy sai. Ai lại đi giành giật với nhau một cái rẻ lo nhà làm gì chú nhỉ? Em ấy cũng sai là sau khi lấy rẻ chùi chân xong, không bỏ vô thùng rác, quăng lung tung như thế, gớm chết đi được. Nhưng phàm ở đời chú ạ, mình là người lớn, các em nó sai thì mình hướng dẫn chỉ bảo. Anh sẽ không buồn nếu như chú biết nhắc em nó. Nhớ là lần sau khi lau chân xong, nhớ bỏ rẻ lau nhà vô thùng rác nhé thằng em. Đằng này anh nghĩ mà buồn quá chú à. Thì thôi, như đã nói từ đầu, anh rất bận. Mà kể cả anh có không bận, Anh có rảnh nhai chú như cái đám giận chủ thích nhai như chó nhai cái rẻ rách. Ngoài kia anh có nói nhiều hơn đi nữa, chú không chịu giác ngộ ra thì cũng khác gì nước đổ đầu vịt, phải không chú?
quay về với vai diễn của cuộc đời mình đi em. Làm một gã hề để nếu diễn tốt còn có miếng với đời. Nghệ danh của mình là Vượng Râu, đừng để người ta gọi là mình vượn lông hay vượn râu em nhé. Tức là thay vì vượng mà đừng để người ta gọi là vượn. Long Chính Hủy ký tên cái cột BS. Với cháu học sinh đã đạp cờ tam côn, hành động của cháu là đúng, nhưng thôi lo học hành đi cháu ạ. Học cho giỏi về xây dựng đất nước, điều ấy nên hơn chấp làm gì mấy cái bọn rẻ rách. À mà chú nhắc rồi đấy nhé, lần sau nhớ giữ gìn vệ sinh công cộng, quăng rẻ vô thùng rác sau khi lau chân nhé. Mình là dân trí thức chứ có phải dân thích đạo, thích đạp phải nước đái Mỹ đâu, mà có cái rẻ rách đưa ra lau đi lau lại hoài. Đấy là cái bài thứ hai. Đây Vượng Râu đây quý vị. Vượng Râu chụp hình với cái người này, chắc quý vị biết cái người này cũng đang mít giờ ra chưa là đang đi tù đó quý vị. Đó là một một cái bài thứ hai. Và mời quý vị nghe tiếp bài thứ ba. Vượng Râu lại ngứa mồm trên đơn vị tác chiến mạng, trong khi cư dân mạng Việt Nam vừa hoan hỉ vừa hò nhau lên tiếng bênh vực bảo vệ một em du học sinh tại Úc trước sự đe dọa của lũ ba que cuồng tín sau hành động treo chó có phần mạo hiểm. Khi em đã giật rẻ vàng ba sọc treo trên cột điện xuống thì Nguyễn Công Vượng lại đăng một status cá nhân mắng mỏ em du học sinh này, thậm chí nói như thánh tướng rằng em này sẽ bị đuổi học vì hành động trên. Chưa dừng lại đó, khi cư dân mạng vào hỏi xoáy đáp xoay với Vượng, Vượng đã công khai ủng hộ cái gọi là ba sọc bằng cách công nhận sự tồn tại của chúng với tư cách là một quốc gia độc lập cho đến ngày nay. Đang cáu trước vụ em du học sinh của chúng ta đang bị bắt nạt ở nước ngoài vì lòng yêu nước, nhưng chưa biết phát tiết ở đâu, nay lại đọc được những dòng status, những dòng bình luận chướng tai gai mắt của Vượng Râu. Cư dân mạng lập tức đổ bộ vào tài khoản Facebook cá nhân của Vượng để dạy Vượng Râu cách làm người Việt. Điều này khiến Vượng phải khóa chức năng bình luận và rồi phải xóa đi ngay sau đó vì nhận thấy mình đã đi một nước cờ sai. Nó xóa luôn bài viết. Im hơi lặng tiếng, làm nghề được mấy năm nay, sau vụ lùm xùm chơi thân với đám giận chủ trong nước, phát ngôn bừa bãi trên mạng mà bị lĩnh hậu quả nặng nề, thì nay Vượng lại ngứa mồm, một lần nữa biến mình thành thằng hề trên mạng xã hội. Ngày ngày hướng nền hòa bình từ ngày ngày hưởng nền hòa bình từ sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước, sống bằng đồng tiền của người dân trong nước, nhưng mở mồm ra Vượng ta lại ca ngợi thứ quân bán nước rước voi về giày mà tổ. Lông tóc hay râu là cách gọi khác nhau tùy vào vị trí mọc trên da của những sợi cấu tạo từ chất sừng. Con người cũng vậy, sẽ có giá trị khi ý thức được vị trí của mình và đặt mình vào đúng vị trí. Đối với Nguyễn Công Vượng, với những gì đã thể hiện thì Vượng không phải là Vượng Râu mà chắc chắn là Vượng Long, ông Long. Kinh đông nha các bác, quý vị. Mời quý vị nghe tiếp một bài nữa. Bài này Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bài này cũng trùng và để Ly tìm bài khác nha. Đó là những gì thôi, Ly đọc như vậy thôi. Quý vị hãy tập trung vào cái thằng Vượng này, nó rất cực kỳ mất dạy quý vị đó. Có những ai mà những kẻ nào mà đi ngược lại với sự phát triển của đất nước, đi ngược lại với dân tộc thì chúng ta cùng chung tay để lên án, để dẹp trừ cái xấu, để cái tốt lên ngôi nha thưa quý vị. Ly kính chào quý vị.